Để phòng chống tác hại, mới đây Bộ Y tế đã đưa ra dự thảo mới nhất về luật phòng chống tác hại của rượu bia và lấy ý kiến của người dân. Trong dự thảo lần này, quy định kiểm soát khung giờ bán rượu bia đang là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Theo đó thì sẽ có 3 phương án để kiểm soát khung giờ bán rượu bia. Phương án 1 là chỉ được bán rượu bia từ 11 đến 14 giờ và từ 17 đến 22 giờ hàng ngày. Phương án 2 là chỉ được bán rượu bia từ 6 đến 22 giờ. Và phương án thứ 3 là thời gian bán rượu bia thực hiện theo lộ trình quy định của chính phủ, căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác phòng chống tác hại của rượu bia. Được biết là phương pháp này thì đang được áp dụng tại nhiều nước, trong đó Thái Lan là quốc gia rất thành công trong việc bán rượu theo giờ. Tuy nhiên, Bộ Y tế sẽ chọn theo phương án được số đông ủng hộ. Trong khi đó thì dù mới chỉ là dự thảo nhưng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa về vấn đề này. Nhiều người còn cho rằng quy định này khó có thể khả thi ở Việt Nam. Vậy cụ thể, theo dự thảo mới thì bia rượu sẽ được kiểm soát như thế nào? Ai sẽ giám sát việc thực hiện nếu như quy định đó có hiệu lực thi hành? Mức độ khả thi ra sao? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên Cuộc sống 24 giờ với tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế. Vâng, thưa ông, được biết thì Bộ Y tế vừa đưa ra dự thảo về luật phòng chống tác hại của rượu bia. Trong đó thì Bộ đưa ra 3 cái phương án để điều chỉnh khung giờ cấm bán rượu bia. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về 3 phương án này ạ? Theo cái dự thảo của luật phòng chống tác hại của rượu bia thì chúng tôi có cái quy định về cái đối tượng không được bán, các cái địa điểm không được bán và cái thời gian mà được bán hoặc là không được bán các cái loại rượu bia. Thế thì trong cái khoảng thời gian đó đấy thì chúng tôi có đưa ra 3 cái phương án. Phương án 1 tức là chỉ bán rượu bia ở trong cái giờ, từ trong các khung giờ từ 11 giờ cho đến 14 giờ ở buổi trưa và từ 17 giờ mà cho đến 21 hoặc là 22 giờ ở buổi tối. Ở khung giờ này đấy, thì chúng tôi muốn quy định là chỉ bán ở những cái giờ đấy, tức là cái giờ mà các cái đối tượng tự sử dụng rượu bia là người ta ăn uống thì mình cấm, mình được phép bán tức là được sử dụng. Cái khung giờ thứ hai ấy, là khung giờ là cũng không được phép, tức là không được bán ở cái rượu ngoài các cái giờ quy định ở cái khung, tức là từ 17 giờ, 18 giờ cho đến 23 hoặc 24 giờ. Quy định như vậy tức là cũng là cho phép, tức là bán rượu bia ở cái khung giờ ăn vào cái buổi tối thôi. Thế còn các cái giờ khác thì mình không cho phép bán. Thế và cái phương án thứ ba là phương án là giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thế căn cứ vào cái lộ trình quy định ở từng cái địa phương để có các cái quy định cái khung giờ bán cho nó có cái phù hợp. Vâng, không biết là xuất phát từ đâu, xuất phát từ những lý do gì mà Bộ Y tế lại đưa ra những cái phương án như thế này ạ? Một trong những cái yêu cầu của cái giảm tác hại của rượu bia thì tức là phải có cái giảm cái yêu cầu, tức là giảm cái điều kiện, tức là cần thiết để tiếp xúc với lại các cái rượu bia. Thế nếu như chúng ta cứ quá dễ dãi như ở Việt Nam chúng ta hiện nay, tức là đi đâu cũng có thể mua rượu bia được ấy, thì như vậy là cái tỷ lệ uống rượu bia nó khá là cao. Và chúng ta cũng biết là cái một cái người dân Việt Nam hiện nay ấy, trong một năm là chúng ta uống 6,6 lít cồn nguyên chất, tức là rượu cồn nguyên chất rất là cao. Chính vì cái lý do đó thì đa số các cái quốc gia trên thế giới hiện nay, tức là 67 quốc gia trên thế giới đều có cái quy định về cái địa điểm, mà ở đây nó gọi là không phải là cấm bán mà là chỉ được phép bán ở cái giờ này, còn ngoài cái giờ đấy thì là không được bán. Vậy thì có thể thấy là chúng ta cũng đang học tập các nước trên thế giới để quản lý cũng như là ban hành cái luật phòng chống tác hại của rượu bia, đúng không ạ? Vậy thì khi mà được ban hành thì không biết là cơ quan nào sẽ giám sát quản lý hoặc là xử lý khi mà có những cái vi phạm xảy ra, khi mà có những cái cửa hàng, nhà hàng, quán ăn mà họ bán rượu bia trong cái giờ mà đã bị cấm như thế ạ? Rượu bia cũng như là thuốc lá và các cái sản phẩm hàng hóa khác thì toàn bộ các cái sản phẩm hàng hóa đấy mà nó phải bảo đảm được các cái chất lượng, đảm bảo được vệ sinh an toàn, bảo đảm được rõ cái nguồn gốc xuất xứ thì những cái giám sát những vấn đề đó chủ yếu là ở các cái cơ quan quản lý thị trường, tức là từ trung ương cho đến địa phương. Bên cạnh đó đấy thì pháp luật còn giao cho các cái cơ quan hữu quan khác, ví dụ như thanh tra y tế từ trung ương đến địa phương. Nếu liên quan đến cái mua bán đấy, an ninh trật tự thì còn giao cho cả các cái cơ quan công an
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đó là cái việc đưa ra quy định về khung giờ cấm bán rượu bia như thế này thì là không khả thi và có thể được coi là tư duy là không quản lý được thì cấm. Bởi vì cấm giờ này thì người dân có thể đi mua giờ khác, đi uống vào giờ khác, và bởi vì thế mà tác hại của nó không thay đổi. Không biết là quan điểm của ông về vấn đề này thì như thế nào ạ? Khi mà xây dựng cái dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá, một số các điều luật của chúng ta đưa ra thì cũng bị kêu là không bảo đảm tính khả thi, rồi là không cấm được thì không quản lý được thì cấm. Nhưng mà sau khi mà luật đã được Quốc hội thông qua, nó thể hiện ý chí của toàn dân, thì hiện nay là có thể nói là cái việc mà hút thuốc lá nơi công cộng và các cái quy định của luật phòng chống tác thuốc lá cũng đã được thực hiện một cách tương đối là tốt. Thì cho nên là không có cái lý do gì để chúng ta không thực hiện các cái quy định ở trong cái dự thảo mà chúng tôi đưa ra. Và các cái quy định này thì nó ở chỉ quy định cái hành vi đối với lại cái người bán, chứ không quy định hành vi đối với lại cái người mua. Và theo cái quan điểm mà về cái y tế công cộng thì càng hạn chế được số lượng bao nhiêu người mà hạn chế tiếp cận được với rượu bia thì càng tốt. Tôi được biết thì theo một vài số liệu thống kê thì hiện tại ở Việt Nam thì đang không kiểm soát được 200 triệu lít rượu nấu theo hình thức thủ công, rượu lậu, và khoảng 28% sản lượng rượu bia trên thị trường hiện nay thì là bất hợp pháp. Và không biết là với cái việc mà hạn chế cái giờ bán rượu bia như thế này thì có thể là khiến người dân mua hàng bất hợp pháp, thì không biết là quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Ở đây đấy, thì pháp luật là có những cái quy định như vậy. Và kể cả không có cái quy định như vậy thì những cái bia rượu mà sản xuất thủ công ấy, thì ở cái rượu thủ công mà hiện nay có 200 triệu lít thì người dân người ta vẫn cứ sử dụng và người ta vẫn cứ bán. Thế nhưng mà nếu như rượu đấy mà không rõ các cái nguồn gốc xuất xứ, mà người ta rượu tự nấu để uống ở trong gia đình thôi, nhưng mà nếu như mà rượu ở trong cái kinh doanh, ở trong cái như của cái dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia, thì lúc đó là phải có cái đăng ký về cái nhãn hàng, coi như đấy là một cái thương phẩm, và cái rượu đấy coi như là rượu là phải có chịu sự quản lý của nhà nước rồi, thì chúng ta vẫn có cái cơ chế để chúng ta quản lý các cái vấn đề này. Về dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia là đang là một cái dự thảo mà rất nhiều người dân mong chờ từ lâu, bởi vì tác hại của rượu bia thì đã rất là rõ ràng rồi. Không biết là Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo này như thế nào, và cái kế hoạch ban hành dự thảo này thì bao giờ thì sẽ đi vào thực tiễn ạ? Hiện nay thì luật phòng chống tác hại của rượu bia đang trong cái quá trình hoàn thiện. Chúng tôi cũng đang xin ý kiến của các cái đối tượng chịu cái sự tác động của cái dự thảo luật này, đặc biệt là ý kiến của các doanh nghiệp, rồi ý kiến của đông đảo các cái tầng lớp nhân dân để tham gia ý kiến vào cái dự thảo này. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ gửi sang Bộ Tư pháp để thẩm định, và theo cái kế hoạch thì tháng 7 là Bộ Y tế sẽ trình với Chính phủ, để tháng 8 thì Chính phủ trình sang cái Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và nếu như không có gì thay đổi thì tháng 10 năm nay, tức là năm 2018, thì Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến vào cái dự thảo này, và tháng 5 năm 2019 thì dự thảo luật sẽ được thông qua. Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ. Cũng theo ông Nguyễn Huy Quang, Bộ Y tế sẽ chọn lựa phương án sau khi được đem ra lấy ý kiến theo lựa chọn của số đông, sau đó có thể đưa những nội dung này vào luật phòng chống tác hại của rượu bia. Dự kiến luật sẽ có hiệu lực từ tháng 5 năm 2018. Hậu quả cũng như tác hại của việc lạm dụng rượu bia đã thấy rõ, vì thế mà việc ra đời luật phòng chống tác hại của rượu bia là rất cần thiết. Tuy nhiên, để luật phát huy được hiệu quả thì cần sát với thực tiễn của Việt Nam. Vừa rồi chính là câu chuyện buổi sáng, còn ngay sau đây, như thường lệ, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5.